Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Sơn Đình Audio. Trong clip buổi tối ngày 27 tháng 7 thì Sơn Đình lại tiếp tục làm những cái video để giới thiệu anh em những cái mặt hàng mới về tại cửa hàng của Sơn Đình. Và trong clip buổi tối ngày hôm nay thì mình về được những cái dòng loa dàn chung, toàn là những dòng loa cao cấp của hãng rất là nổi tiếng. Và chất âm của những dòng này rất là hay, phù hợp cho anh em chơi những căn phòng từ 20m² trở lại. Đặc biệt là những căn chung cư cũng như phòng ngủ hay là phòng khách nhỏ gọn. Thì đây là một trong những cặp loa đáng chơi trong cái tầm tiền. Và giá thành thì mình nói rõ là giá bình dân. Và những cặp này thì chưa đến 2 triệu một cặp. Sau đây thì mình sẽ đi chi tiết cũng như quay cận cảnh và báo giá cho anh em từng cặp loa một. À, mình sẽ đi từ trái sang phải trước. Đầu tiên là cặp Ken. Model của nó là Kenwood VH7. Đây thuộc một trong những cái bộ dàn chung khá là đặc biệt của dòng Ken. Thiết kế anh em nhìn nó có cái miếng gỗ nó trồi lên trên. Đấy. Nhìn rất là sang trọng. Dòng này thì anh em có thể gọi là loa bookshelf cũng được, nhưng mà vì mình cứ nói rõ đây là những cặp loa của những bộ dàn chung. Dàn chung toàn là những dòng dàn thấp rời thì nó mới có những cặp loa đẳng cấp như này. Như cặp Ken VH7. À xin lỗi, mình cho nhỏ tiếng một chút để anh em dễ nói chuyện hơn. Như cặp Ken VH7 này thì kích thước của nó chiều cao chỉ có 27cm, nhưng chiều sâu của nó thì anh em nhìn nó rất là sâu, sâu đến tận gần 30. Và thùng này thì nó được làm gỗ rất là chắc chắn, cọc loa thì đường rắc bắp chuối rất là khủng, căng cước màu xanh rất là đẹp. Thiết kế của nó là loa hai đường tiếng, một bát 12 gân cao su, cực kỳ là mềm nhé. Màng là màng carbon rốn lõm, một chung đôm rốn lõm, và cái gỗ ngoài này thì nó được gỗ như gỗ thông, màu nhìn rất là đẹp. Những dòng này thì công suất không lớn, chỉ có 30W một thùng, nhưng mình cứ ghép với những cái dòng âm ly dàn hay là những dòng âm ly cổ để nghe thể loại nhạc vàng hay là tiết tấu hay là nghe guitar thì những dòng này tiếng rất là hay. Đặc biệt là bass của dòng này rất là tốt. Hình thức thì thiết kế rất là đẹp. Cặp Ken VH7 mình bán với giá là 1.800.000 đồng. Tiếp theo nữa, ở phía bên dưới vẫn là một cặp Ken. Cặp này thì nó lại là SG7, ở trên là H7 còn ở dưới là G7 anh em nhé. Thì nó cũng thiết kế là loa hai đường tiếng, một bát 12 gân cao su mềm, màng carbon màu trắng, một trung đôm rốn lõm vào phía trong này. Vỏ mặt gỗ thông, anh em nhìn các cái lớp gỗ của nó này, thiết kế rất là tỉ mỉ và kỹ càng này. Và các bên cạnh này thì nó có các cái chỉ màu trắng trang trí, thùng gỗ rất là sâu, sâu gần 30. Kích thước của nó thì cũng chiều cao 27, loa hai đường tiếng, một bát 12, một tép đôm, công suất 30W, tiếng rất là hay nhé. Đặc biệt là rất dễ ghép với những dòng âm ly cổ hay là những dòng âm ly dàn thì đều đánh được với những cặp loa này hết. Và như cặp Ken SG7 này thì mình cũng bán với giá là 1.800.000 đồng. Đây toàn thuộc những cái dòng loa của bộ dàn chung thớt rời, cho nên là cái giá thành của nó thì nếu như đủ bộ nó cũng rất là cao. Còn lẻ loa này thì mình bán khá là bình dân cho anh em luôn. Đặc biệt nó sẽ đẳng cấp hơn những dòng mini của Onkyo hay là của Pioneer, Đàn Ông rất là nhiều. Tiếp theo ở phía bên dưới là cặp Panasonic, model của nó là HSA710. Cặp này thì anh em nhìn nó khủng hơn hẳn so với những hai cặp trên, nhưng về cùng một lô hàng nên mình cũng bán giá như nhau thôi, chứ cũng không có gì là đắt rẻ cả. Đây, một bát 14 ở hông, một chung 12 và một tép đôm được bọc đồng ở phía bên ngoài, nhìn rất là sang trọng. Con này thì chiều cao của nó là 30, chiều sâu của nó là 30. Loa ba cầu, ba đường tiếng, bát chung tép riêng biệt, hai súp ở hai bên hông, hai súp bát 14, căng cấp còn đầy đủ, thùng màu trắng rất là sang trọng.
Và cặp này thì mình cũng chỉ bán với giá là 1.800.000 đồng. Và đây là căng cước của nó. Căng cước của tất cả những cặp loa đây đều còn đầy đủ hết. Cặp ken màu xanh, cặp ken màu trắng và cặp ken màu đen. Panasonic HSA710, giá chỉ có 1.800.000 đồng. Cặp loa rất là đẹp, nhìn rất là sang trọng luôn. Con này thì đánh 3 cầu loa riêng biệt nên anh em về rất dễ phối ghép với những con này. Có thể là ghép cùng một lúc được, hoặc là có thể tách rời, hoặc là anh em đấu chung vào thì nó đều ra 3 đường tiếng. Thì một chút xíu nữa mình sẽ quay đằng sau cho anh em xem về những cặp loa này. Toàn bộ loa nhìn toàn vỏ gỗ rất là đẹp, loa rất là nặng và chất. Tiếp theo thì sang bên này là những dòng loa có vỏ gỗ, màu gỗ luôn. Nhìn nó cũng rất là lịch lãm, sang trọng. Đầu tiên là cặp ken LS-SA7. Đây của một bộ dàn chung 4 thớt, gân cao su, màng rốn lõm, một tép đôm. Con này mình chỉ bán với giá là 1.600.000 thôi. Vỏ đẹp, xuất sắc. Loa trùng seri, tất cả những cặp loa hôm nay về đều trùng seri luôn. Con này thì một bát 14, một tép đôm, bát khá là lớn. Vỏ gỗ đẹp góc cạnh. Kích thước của nó thì cũng chiều cao 27, chiều ngang của nó là 18 và chiều sâu của nó là 24. Thùng đẹp xuất sắc. Công suất của nó cũng chỉ 340W thôi. Và cũng rất dễ ghép với những dòng âm ly. Giá con này là 1.600.000 đồng. Đẹp và zin toàn bộ luôn nhé. Tiếp theo ở phía bên dưới thì có hai cặp loa này đều là giống nhau. Model của nó là HD60. Đây là hai cặp của hai bộ dàn chung thớt rời. Thiết kế của nó là bát 14, gân mút, màng giấy và một tép giấy. Viền thì có được trang trí chỉ vàng. Và riêng cái chỉ vàng thì bây giờ cũng là gần 6 triệu đấy anh em. Trêu cho vui vậy thôi. Chứ đây nó là cái trang trí thôi chứ không phải là vàng thật đâu. Hai cặp loa đều đẹp xuất sắc. Vỏ gỗ, kích thước của nó là chiều cao là 27, chiều ngang của nó là 20 và chiều sâu của nó là 20. Thùng được làm bằng gỗ rất là chắc chắn, tiếng rất là hay luôn nhé. Căng cước của đầy đủ và đẹp. Và giá của cặp Panasonic HP60 này thì cũng chỉ có 1.600.000 đồng thôi. Tiếng rất là hay, bát check rất là lực. Mình sẽ quay cả đằng sau. Đây là các cái góc cạnh vỏ gỗ này. Không có bị sức sát gì cả. Thùng đều đẹp góc cạnh. Và ở phía đằng sau của những cái cặp loa. Đầu tiên là cặp ken SA7. Công suất của nó là 30W đây. Loa đều trùng seri 0182. Bên này cũng vậy, 0182. Chắc cặp loa bằng góc xoáy nhé. Dưới là hai cặp Panasonic 01850 để trùng seri luôn. Công suất con này mắc đến 100W, chịu đòn rất là tốt. Phía bên dưới thì là 0693 đều trùng seri, loa thì đẹp xuất sắc. Và tiếp theo thì ở bên này. Bên này là cái cặp loa mà mình giới thiệu là gấu nhất, là cái cặp SHDA710 này. Loa đều trùng seri nhé, 1355. Đây cũng vậy, 1355. Còn anh nhấn 3 cầu loa, đừng bát riêng, chung riêng, tép riêng. Nên em có thể đấu cùng một lúc 3 cầu loa này là một cũng được. Nhưng anh em nếu thích về nghịch chế cháo gì thì có thể đấu riêng hoặc là làm phiên tần cho nó càng tốt. Loa rất là đẹp, công suất của nó thì cực kỳ lớn. Mắc chịu đựng của nó đến 100... đây, con mắc chưa được, nó đến 60W này. Thùng rất là nặng. Và trên là hai cặp ken. Cặp ken SG7 là 056, trùng seri hết. Và rắc của nó là rắc bắp chuối. Thùng rất là chắc chắn. Con trên là con VH7 cũng vậy. 809 đều trùng seri. Và tiếng rất là hay.
Và trong clip buổi tối ngày 27 tháng 7 thì Sơn Đình giới thiệu đến anh em những cái mẫu loa phục vụ cho anh em phối ghép với những căn phòng từ 20m² trở lại, đặc biệt là những căn chung cư hay là những cái phòng ngủ, phòng làm việc nhỏ gọn, thì đây là một trong những sự lựa chọn đáng chơi trong cái tầm tiền. Địa chỉ mua hàng là ngõ 42 Trần Cung, Hà Nội, số điện thoại là 0395727582. Tất cả những mặt hàng này đều ship toàn quốc và giá không bao ship. Chi tiết và giá thì mình có nói rõ trong clip nên anh em xem trong clip rồi alo trực tiếp cho Sơn Đình. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Xin chào.